Dạ, đây với anh cả nhà ơi. Hôm nay thì nghe nói là mệt hơn nhiều rồi anh thấy hả? Ngày nay mệt, À, nóng quá em ơi, nóng quá à? nóng quá này, lỡ miệng quá ăn không được, Ừ. lỡ trơn miệng này này, À. lỡ lớn đến hết miệng Lỡ hồi trắng nắm hả cô chú anh chị có biết vậy? Ôi trời ơi. đây này. Miệng cô À. chú anh chị nào biết thì chỉ cho con với ạ, chứ lỡ hết À. trơn miệng Ồ, có cái cách gì không hả cô chú đấy. anh chị, có thuốc gì mà để như mình cho nó Hạnh ơi, cho anh xem thử nắm hay là lỡ vậy, để coi thử có gì. Trời ơi, Con ngủ luôn, mũ luôn hả? không biết thằng ngủ trắng hết ở trong lưỡi Lại nữa, lưỡi ở không trong mày, lưỡi con lại lưỡi không? đấy, nở hết cái lưỡi hai bên này Lưỡi với lại nắm hay gì nữa nè. Trời, đấy. thương chưa ta, trên cũng bị em à. Trời ơi, ăn uống vậy cũng khó hỉ. Đấy. Ngày hôm nay nóng quá nha, À. nóng mình cũng có mệt chứ mà nói Ừ. thật sự là mình còn gì Chịu không nổi anh. nóng cái đầu này, anh nói thật sự là sợ Quá khiếp luôn. quá khủng khiếp. Hôm qua cả nhà, hôm qua vợ của Hải lên đây á, thăm bé Hạnh đó cả nhà. Lần đầu tiên đi xe mà bị ói luôn á. Có nghĩa là nó là vô nhà của bên mẹ đó chị hai. Mẹ nhà nó thấp quá. Cái nhà tôn này là hôm nay chuyển qua cái phòng của chị hai ở ở tạm đây. Ở bên này có cửa sổ xếp được thoáng mát, bên này thì Là mát. mốt này đi qua cửa rào nó điện qua là mốt mốt đỡ cái trời đến cho ở mấy nắng ngày nên nói chuyện không nổi luôn Kinh thiệt, nóng gì đâu mà ở miền Trung cả nhà. Mà tội bác Hạnh, quý vị, hôm trước thì ở mổ ở bệnh viện về thì cái nhà trước trước nhà nó đập, không có chỗ mà để nằm nghỉ luôn. Bởi vì tình trạng của bác Hạnh như thế này là phải ở những cái chỗ mà nó yên tĩnh, thứ hai là mát mẻ, không khí trong lành. Nhưng mà về quê thì được có bữa đầu, hai bữa đầu còn đỡ đỡ nóng đỡ nóng, còn hôm nay sao mà nó nóng 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 khiếp luôn á cả nhà. anh ngày trưa hôm qua anh nằm, và trưa hôm nay anh qua trưa hôm qua mới ngày nay nằm quạt mồ hôi ướt hết rồi. Mình còn thấy mệt rồi, mệt không muốn ăn cơm luôn đấy, không nói Hạnh thì Hạnh lại lở hết miệng nữa, nóng quá lở miệng nữa nên là mệt ăn không nổi nữa. Anh Thái thì hôm nay nói là đưa hai đứa ra Đà Nẵng học lại cả nhà, bởi vì nghỉ một tuần rồi. Một tuần rồi Ừ. chiều, hồi nãy chiều hôm nay là cô giáo của cháu Bảo ạ, của em Bảo cũng có vào đây, mấy phụ huynh vào đây đặt đây thăm thăm Vậy mẹ của cháu Bảo, à. thì của cô cũng cập nhật tình hình tin tức, tình hình học tập như thế À. nên là bây giờ phải đưa cháu ra, thì nghỉ Ừ. nguyên một tuần rồi cũng chuẩn bị sắp thi rồi kìa, sắp thi rồi thì phải đưa cháu ra để học Dạ. nên là để bà nội ở đây, bà nội ở đây để chăm cho ấy, còn anh phải ra anh lo cho hai đứa học hành, Ừ. thì vì là bây giờ không Hạnh cứ dai dẳng nó lằng nhằng á, Ừ. lúc khỏe lúc mệt như này này Ừ. thì bây giờ ra Đà Nẵng thì không ra được, bắt buộc phải ở tạm thời ở đây đã Dạ. để uống lá uống nước, nhưng bây giờ ra Đà Nẵng thì cũng thật sự ở đấy thì tiện sẽ tiện Dạ. hơn, nhưng mà sắt lá sắt liếc thì cũng không bằng ở đây, Dạ. cái này nghỉ ngơi thì không bằng ở đây Ừ. đấy, thì cũng ồn ào nên là thôi cô anh mà cứ ở đây để đưa hai đứa ra học, Dạ. không có gì thì cuối tuần anh lại về lại À. đấy. Thì ví dụ như ra ngoài đó thì có thể là em cũng có xe rồi em chở anh ra vô giống À. tiện chút. Ví dụ như mình hai đứa đưa sáng đưa hai đứa học xong rồi anh đưa anh vô thăm bé Hạnh xong rồi. Xong anh em mình ra lại, thật sự hôm nay cũng buồn là vì chiều cũng buồn thì ông cũng và cả hai đứa phải xa xa nhỉ, Cháu Ừ. và ba ba bố con phải cháu về nên là mẹ cháu cũng buồn, mẹ nhớ buồn, con nhớ cháu Ừ. nó cũng con buồn, nhớ mấy đứa là ở đây quấn quýt mết này Ừ. nên là nó phải về về, vắng nhưng mà em bây giờ cái việc học hành thì không dừng được, Ừ. bây giờ nghỉ tiết là phải ở lại lớp em kìa, Dạ. rồi một một năm đi học mất bao nhiêu công sức Ừ. rồi công đưa đón, nên là thôi giờ để bà nội ở đây nên lại phụng chị hai Chị hai. Ừ. này là chăm cho bé Hạnh, Chăm cho bạn. rồi anh phải ra Thôi về cố gắng coi chăm lo cho hai đứa đi học, Đi nhưng mà học. thật là quan trọng của đứa nhỏ, Ừ. Ví dụ như mà mẹ nó mà mệt quá hay là sao đó thì mình nói chung là vài bữa nữa Hạnh cũng yên tâm, cứ 2 3 ngày á với Hạnh buổi tối đó ha, rồi anh chở nó vô đây thăm em xong cái là anh chở ra lại thì chứ em cũng không có lo gì hết ha, cứ hai ba bữa mà thời tiết mà mưa mát thì mẹ cháu lại khỏe đấy, hai ngày nay nóng nắng quá. Ở ngoài đó có quá nắng như vậy khủng, không không, không bác? ở ngoài không nắng, miền Bắc không nắng, mùa này miền Bắc vẫn rét, Dạ. vâng không nắng như miền Trung này đâu. Dạ. Tôi vào trong này tôi cảm thấy thời tiết rất là khắc nghiệt đấy, Dạ. và nắng quá, hai hôm nay nó nắng quá cho nên là người cháu nó yếu sẵn là Ừ. nó mệt đấy. Hôm nay mày quá, nó không Vâng. nên lời luôn Nó cả cũng nhà. nên là luôn,
không nói là nghỉ. Không nói Nga, không nói. Đây cả nhà này, bây giờ là trời tối rồi nha, nhưng nhà Bảo này, bởi vì Hải cũng tắt mấy cuộc chút để cho Bảo nó chảy mồ hôi, nó tuốt mồ hôi này, nó nắng mà. Đây bà thứ hai này, thứ hai này, thấy không? Đấy, quá Hải này, bước hết mồ hôi, nóng này mà. Mồ hôi kinh thiệt chứ. Chắc mày lắm hay mà. Đau miệng ha. Đau miệng quá. Thương mẹ, thương mẹ lắm. Giờ phải ra đi học lại cả nhà ơi, bởi vì giờ nó nghĩ là bởi vì học là giờ cũng gần thi cuối kỳ rồi đúng không? Giữa kỳ, giữa kỳ hai, cuối kỳ hai rồi nên nó là hai ba ngày anh Hải chở vô thăm em nha. Buổi tối đó, ví dụ đi học về cỡ 5 giờ anh chở vô đây cái là 8-9 giờ tối đó còn về cho anh đi học nhỉ. Chở hai đứa nó vô thăm em chứ em còn không có gì lo hết nhỉ. Con cứ cố gắng nha. Cố gắng ở đây gì không thử thử lại chú Hải không. Dạ dạ, khắc phục rồi chú khắc đưa con vào chồng già chơi giờ cái điều kiện nó phải đi học cũng không ở phải vui vẻ lên con ạ. Cố gắng nha. Anh thấy cũng vậy, anh thấy là cũng buổi sáng rồi có gì đó rồi mình vô rồi chiều về thôi. Vô ra vô ra về đi học là xong rồi mình vào thôi. Ho không bớt cần. Ho không bớt hả? Ho không bớt cần mà liên tục. Ho biết. Có lại cô chú anh chị ha, ai biết mà cái lưỡi nó bị như vậy đó ha, thì hãy đưa lúc chia sẻ lên thì cũng có cô chú anh chị chỉ cái này cái kia, thì ví dụ như nếu mà Hải không nghe máy được cô chú anh chị nhắn tin cho Hải ha, để mà ví dụ như có cái thuốc hay là gì đó. Ngày hôm qua có gỡ cái hộp của chị Loan đây chưa, coi có sữa nó uống có được không? Chưa uống mà có đầy những cái đồ chị gửi có đã gửi thôi. Nóng quá không? Quá hả? Nóng quá không? Đợi chút chú Hải chở con về nha. Đang chơi nóng không nổi, nóng chịu không tội chưa, nóng quá chịu không nổi luôn. Có thật chứ phải bật cái cục chút nữa. Anh rút điện rồi. Anh rút điện rồi. Thôi để rút đây. Một tí nữa rồi. Đau quá anh à. Đau bây giờ là đau là không phải đau bên u đâu. U là bên phải chứ không phải bên trái đâu. Nó đau chỗ mà hậu môn đưa ra ngoài đó. Giờ nó nặng nhất là chỗ đó là cả nhà. Nó tuốt mà thôi. Mệt cái da vàng lại. Vì lỡ miệng mình nóng mà ăn không được. Không ăn. Ân nói đúng không? Em ân nói lắm đúng không? Cô chú anh chị hiểu không sao đâu, em không nói gì ha. Cố gắng nghỉ ngơi nha. Rồi cái là anh đưa mấy đứa ra đi học, bởi vì nghe nói là nghỉ liên tục như vậy đó là nó sẽ ở lại lớp với lại gần thi nữa ha. Rồi để cho con mình đi học rồi hai ba bữa anh chở vô cho ha. Chở vô thăm em. Em yên tâm nha. Rồi anh chia sẻ có cô nào chỉ cho mình cái thuốc gì đó ha. Anh có để ngày mai em đem ra cái nước súc miệng của em cũng có một cái loại đó hay lắm, trị viêm họng rồi trị nấm rồi đó ha. Để ngày mai tối mai có thể là anh vô hoặc là tối mốt gì đó. Trời sáng mốt. Không nữa là mai gửi xe. Đúng rồi. Có gì mai gửi xe qua cho dì hai đi. Gửi xe khách vô đây để có gì mình xúc miệng. Giờ xe đúng giờ sáng mà 12 giờ trưa là nhận được đâu. Dạ dạ dạ. Ok, cố gắng đi chứ còn bây giờ thì Hạnh cũng tình hình thì cũng cải thiện tốt đó cả nhà, nhưng mà do thời tiết ở miền Trung nó quá nóng, còn Hạnh thì không có nằm trong máy lạnh được cả nhà. Mà cái máy quạt thì thua. Còn ở trời nắng ở miền Trung Hạnh nó thật sự cô chú anh chị ai mà ra đây là thấy. Họ nói ở miền quê là trời nó sẽ mát ta, nhưng mà giờ gần đây là chỉ biết sao không, do họ trồng cây keo cây tràm nó nhiều quá đó, nó thời tiết nó rất là nóng luôn. Nóng đó là mấy cái nắng đầu hè này anh chỉ sợ, mà thế này chắc anh bảo là tháng 4, tháng 5 là chịu không nổi. Không nói ngồi đây này, đây còn đỡ này. Mẹ anh còn sợ luôn, mẹ anh bảo mẹ anh qua đây mẹ anh mát hơn ở bên kia. Mẹ anh ở nếu mà ở bên kia chắc mẹ anh cũng qua đây không? Tối qua làm chiều hôm qua cả ngày làm mấy bé Hạnh mà không chịu được chú Hải. Dạ. Nó nóng kinh khủng mà em nó cứ sốt, nóng nó sốt nên nó nóng quá nó cứ mướt mồ hôi một cái cả một cái buổi chiều hôm qua. Nó mướt hết mồ hôi, nó nóng người rồi, sợ quá nó chiều qua. Ráng khỏe để
Sức khỏe để cho bà nội mới về quê đấy chứ. Vâng, mong cháu khỏe mạnh dạ, cô. Khỏe mạnh lên đấy. Dạ. Ngày nào cũng mong hôm nay con khỏe được là mừng lắm. Dạ. Nhưng mà hôm nào con chưa khỏe là con yếu yếu lại cứ lo lo quá. Dạ. Ngày hôm nay lo cháu yếu. Dạ. Ngày này nóng quá rồi, nóng kinh. Ba thì phải ở đây rồi. Ở đây một là cháu khỏe chứ. Có chị hai rồi. Bà trước bà đây chắc cũng ngủ anh Thái rồi, không ai ngủ được dắt cho nó đúng không? Thương quá. Mấy Hạnh thì đau suốt cả nhà tội lắm. Thôi mà ai cũng thương, nói chung là cố gắng thôi. Bây giờ cái Hạnh thấy chăn rồi thì cũng rút cũng đỡ rồi đây này. Cũng gần hết rồi đấy. Dạ. Dạ. Miệng đau. Vẫn qua lên tư này. Vẫn qua lên tư rói luôn á hay. Mà lên xong là trưa nó nắng rồi em thấy thôi. Em về em nói vợ em nói chắc bữa nay bé Hạnh chịu không nổi đâu mà đúng y luôn. Nắng quá. Trưa luôn khỏe như thế mà mình không chịu. 6 giờ đây đây chứ hồi hồi túi hồi hồi túi cũng đau nhưng mà cũng tươi. Tới ngủ được xíu à? Hôm qua đi ngủ được ngủ nhiều mỗi à. Tiếng. Không nhưng mà không có dựa nên luôn này. Ngủ nằm luôn, nằm khỏe cấu với bình thường luôn. À. Không dựa giống như trăng. Qua là ngủ được hai lần. Dạ. Hai lần mỗi lần có độ nửa tiếng. À. Ngủ cấu nằm khỏe ngồi bình thường luôn. Dạ. Ừ. Sáng nay cái bắt đầu mới mệt vậy đây. Ừ. Thân nắng quá đúng rồi. Tôi cố gắng ở đây nghỉ ngơi. Cố gắng nha em, mạnh mẽ lên nha. Cô chú anh chị ai cũng có ha. Có mẹ, có người, con cứ yên tâm mẹ đây, con bây giờ con khỏe. Tội gì thì nhẫn rất là muốn nói. Cả nhà con mắt, lúc là mắt mà biết nói luôn đó. Nhưng mà nói không, mệt quá thôi. Chắc em mình cũng rồi đi, thôi mình đi. Rồi, rồi đi. Cho nghỉ ngơi mai đi học. Dạ, dạ, dạ. Anh đi nha. Em yên tâm, anh cứ hai ba bữa là anh chở Bảo qua lại bé Thỏ anh Thái qua đây nhỉ? Để cho anh. Cho ăn yến rồi đó. Yến rồi hết tơ rồi ngũ cốc. Không, mình phải dỗ dỗ phải không? Đi bán thuốc kia cũng chưa uống. Đấy, quên rồi. Đi. Trong thuốc đi đã còn không chốc ăn yến. Uống thuốc à? Chưa không thuốc đấy lúc giờ nó nóng nó đau trong miệng đau mà có miệng đau nè đúng rồi nắng miệng đau. Trời, nóng quá cả nhà. Thế thôi anh mình chắc rồi. Đây đây bằng cắm cắm ở trong em ạ. Đang gọi thuốc con uống. Nóng quá. Tội. Mốt đi. Đáng hấp miếng đi. À, uống ống dài hút hả? Uống lấy mềm. À đúng rồi, cái dài nó mềm. Cứng hút, hút còn đau miệng ngậm mà là đau rồi. Hút đi hả? Đưa mạnh vô, kệ ráng đi hả? Nó chịu lắm. Do chiền dịch nhiều quá, chiền rất là nhiều dịch chiền mà đến nỗi mà bệnh bụng nó sưng luôn phình luôn. Có cái thuốc gì thôi, chẳng thấy uống tầm đau nữa kìa. Nhưng mà vì nó cũng đau nhiều quá, mình cứ ngà hơi bao viên. Ngà có 4-5 viên còn có chứ, vừa rồi em thấy gì cho uống liên tục luôn mà. Truyền kích như vậy. Trời ơi, nó lỡ. Em sợ đi viện lắm. Hả? Để ngủ lóa một thời. Bắt đầu sợ soạn rồi đó. Mày quá. Nè, quay bấm một quay đó, quay quay. Quay quay. Nè, có là sợ soạn đó. Đau miệng quá thôi. Để cố gắng đi. À cái súc miệng á, nước súc miệng á hỉ. À nước súc miệng là để nó viêm. Nó đỡ nắm với viêm để có gì anh gửi cho. Tôi rửa. Anh thở đi không? Nóng thì mở cái miệng em đừng bị cái gì em cố em chặt chặt em thì khỏe còn cái miệng em nè. Hết tất cả luôn còn gì để mà em lỡ nhờ em xí cháo vô nó rốt nước rụt luôn anh ạ. Chứ không phải là ra chứ em cũng cố em ít lắm mà giờ em chỉ uống được luôn một cốc sữa rồi đó thôi. Em hút ít thôi chứ còn em mà cháo đồ vô uống rót đau à. Chứ không phải là không cố ghé. Anh biết chứ. Nhưng mà mình phải người nhà mình cũng động viên tinh thần đó ha. Mình dỗ vậy đó. Mấy ngày dỗ, mấy ngày dỗ xí cái dỗ nó em cái đau quá em không nổi rồi ơi. Dỗ kệ em xí thôi, người hấp xí thôi, chào hấp lợi.
Vì mấy bữa trước á, là An vô là nó không có đi ra phân được, là mình sợ, đúng không? Mà còn hôm nay là An là phân ngày nào cũng ra, đúng không? Người nào cũng ra được là mừng rồi. Anh xả hai lần đó. Mà đi tiểu cũng được luôn hả? Tiểu cũng được. Tiểu bình thường. Tiểu bình thường, đó thì nói chung hôm trước là không tiểu được nè, phân ra không được nè, bụng thì sưng phình nè. Nhưng mà giờ nay thì thấy vậy. Không chính thức mấy là thế là do thời tiết. Do thời tiết hả? Thời tiết nó vật mình ấy, chứ không phải là... Không thể ngủ được. Nóng quá, nóng quá mà. Nó mệt. Chứ còn mới lạnh, mới lạnh sao không dùng được hả? Là mà xương không làm mới lạnh. À, bị xương là hôm nào mới lạnh nó nhất hả? Không tính gì làm được, không đau đấy gì, vẫn làm được. À, nằm quá. Nhưng mà ở quê, nhờ dễ hơi đi, đừng bác. Nhờ dễ hơi đi, trống hơi, không bác được. Nóng mà, tính rồi, tắt cửa hết rồi. Thôi nếu mà cứ để tình hình mà ổn thì anh đưa ra lại xem tình hình này. Đưa ra khu ăn tiêu quá à, Đà Nẵng để mà xem mà đưa rục vô lại á. Cục đi. Đa cục nó thôi chứ còn giờ là mấy chỗ khác là đỡ hơn đúng không? Dạ. Bụng thì đỡ sưng nè. Hiểu không? Cục u nó nằm ở bên phải này chứ không phải bên trái. Yeah. Thì từ mà... Thấy được có vâng. Đây. Nhưng mà nó không đau bên u. Ban đau bên này. Đau bên cái họng mông đưa ra ngoài đó, nó lòi ra đó. Mổ là chỉ đau hết bên này. Yeah. Con đau một bên. Một bên kia không đau gì hết. Thôi cố gắng. Thôi cố gắng em mạnh nha. Anh đi ra rồi có gì mai mốt anh gái nha. Thôi em nghỉ ngơi đi ha. Nghỉ đi. Nói chung là em cũng cố gắng lắm anh biết mà. Rồi cố gắng nghỉ ngơi ăn uống cho nó khỏe. Con mũi kìa. Ôi trời, mũi rứa mà còn máu đâu nữa mà hút mũi. Trời khóc thiệt cái nhá. Có số không? Dạ dạ đúng rồi, ở đây có mẹ mẹ nếu mà ở là đêm mà thì Hiếu để mang cái bàn chụp ở bên phòng ở nhà kìa, anh mở ra thế là Hiếu này mồm chụp đó, bàn chụp xanh ở bên phòng kia còn một cái thôi, chắc mang lên để làm mồm nó mồm nó chụp mũi không à, bà nhà anh là không có mùng mà không ngủ được. Quen rồi không ngủ được nhà đó là mũi không, mũi nhiều lắm, mũi to nó ở đây nó vào này, tí là nóng rồi lại nhà anh hai cũng giống nhà bà Minh đây hả, mũi không, mũi không có khí vào nó không sao. Nó mở ra thì nó thoáng. Dạ đúng rồi, nó đóng mới mốt. Vừa lúc đang ngủ nó mới đóng. Bây giờ nó mở đấy. Bây giờ mình mở. Có gì mình ra rồi, có gì mai rồi, có gì mình ngửi thuốc không? Rồi con đi bà nội ơi. Vâng. Bà nội ở lại chăm cha chăm dâu nha. Vâng, thế chào chú Hải, lúc đưa cháu bài đi học trước. Dạ, dạ, dạ. Ôi dồi ôi chú. Dạ. Cái gì cũng cố gắng, chứ mấy chú với bà đi học. Dạ, dạ. Đi hẳn mẹ đây nhé. Con bà, con bà. Thôi đi, em thấy. Rồi, đi bye bye cả nhà nha. Dạ. Ngày cũng gặp nhau một chút tình hình sức khỏe bác Hạnh ha. Anh đi nha. Dạ.